xin chào các bạn hôm nay sống tình yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một cô gái à, trong những cái chương trình của tôi ấy, thì một năm có khoảng vài ba người đàn ông đến tư vấn thì cái số lượng cái cô gái đến tư vấn trên cái kênh của tôi nó cũng chỉ có một vài thôi các bạn tức là ít còn đa phần tìm đến với tôi là những cái trường hợp mà tư vấn về tình yêu hôn nhân gia đình ly hôn những cái trường hợp khó họ mới tìm đến với tôi thì uh, trong cái trường hợp cái cô này á cô tìm đến với tôi để cô đặt cho tôi những cái câu hỏi vì sao tại vì cô uh, yêu thích cái kênh của tôi và cô xem để mà cô uh, kiểu như là cô tìm hiểu trước về cái thế giới uh, hôn nhân gia đình cũng như là cô thích nghe những cái vấn đề liên quan đến tình cảm cho nên là rất cảm ơn em đã lắng nghe kênh và yêu thích tôi nên em đã liên hệ với tôi và tất nhiên em cũng là một cái cô gái tôi tin rằng em chưa từng đi tư vấn ai chưa từng nói chuyện với ai cũng như là chưa từng hỏi ai về những vấn đề này tôi hoàn toàn tin cái điều em nói ha tại vì em là một người phụ nữ truyền thống nết na mà lại e dè sợ hãi nhút nhát nữa thì đặc điểm ở nơi em tôi nhớ là em rất thường hay nói cái câu em sợ em sợ ha mình bỏ cái câu nó đi tức là khi mà mình Luôn nói về cái điều đó thì cũng là một cái rào cản cho mình trở thành một cái người tự tin em nhé đây là cái điểm đầu tiên mà muốn lưu ý cùng với em ha và bây giờ tôi sẽ trả lời từng cái câu hỏi của em từng vấn đề của em thông qua cái câu chuyện của em à, khi mà tôi làm và thực hiện những video này là thực hiện cho khách của tôi cái người mà đi tư vấn và trở thành thân chủ của tôi trong cái lúc mà tôi tư vấn cùng với họ tôi sẽ làm video để cho họ xem và những người mà đang xem video kênh của tôi thì cũng sẽ học được một cái điều gì đó hay ý nghĩa thú vị từ những cái câu hỏi những cái vấn đề mỗi một video là một cuộc đời của một người đàn bà của một người đàn ông của một người phụ nữ đau khổ hoặc là một người đang bế tắc trong tình huống của họ thì tôi hy vọng rằng các bạn khi xem và đón nhận những video của tôi sẽ nhìn vào một cái góc độ tích cực nhất cho cái lợi ích của bạn khi mà xem một video bạn nhé và bây giờ tôi sẽ vào câu chuyện của em đây em nói rằng mình lật đật trong tình cảm tình duyên đến bây giờ 28 tuổi rồi em vẫn còn là con gái em còn zin và nhiều bạn bè em cũng giống em vậy thì làm sao em phải làm sao bây giờ cái điều mà em chia sẻ cùng với tôi tôi cảm giác như em đang bị áp lực vì thời gian vì độ tuổi và vì những cái vấn đề giống hệt như là cha mẹ em không ép, không thúc đẩy em nhưng mà tự nhiên em thấy mọi người uh, có vẻ như sắp ế tới nơi rồi nên là em đang lo lắng. 28 tuổi có phải là một cái tuổi để mà gọi là quá già hay không thì tôi nói là 28 tuổi là cái tuổi bạn uh, có thể bắt đầu để mà tìm hiểu, xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc nào đó thì đây là một giai đoạn rất là tốt cho cái độ tuổi của bạn. Với cái suy nghĩ nhận thức chín chắn như bạn thì sẽ là một uh, người tìm đến cái hành trang hôn nhân uh, nó nó được chọn lựa cũng như là nó được sàng lọc nó được uh, gọi là chuẩn bị một cách nghiêm túc hai bạn ha tôi trả lời cho em như sau em không hề lật đật vì em thực sự chưa yêu ai bao giờ khi mà em chưa yêu ai em chưa có sai lầm em chưa bị trả giá em chưa bị vấp ngã em không có bị những cái vấn đề gọi là khổ đau trong tình yêu trong hôn nhân thì em chưa thể nói rằng mình gọi là cái dạng người mà à, có cái sự lận đận trong tình yêu lận đận trong tình yêu là em phải yêu em phải vấp ngã rồi em gặp những cái vấn đề trong tình yêu thì em mới gọi là lận đận còn em chưa yêu ai em chưa bước vào tình yêu sao lận đận được em đây là cái vấn đề mà cần phải nói với em ha khi mà em còn là một cô gái tinh khôi trong sáng vì em kỹ em thận trọng chứ em không phải là kiểu mẫu người yêu bừa, sống vội, sống càn, làm càn mà em chuẩn bị cho cái việc mà tìm kiếm sàng lọc một cách kỹ lưỡng nên em còn nguyên, em còn trinh thì đây là cái điều mà tôi thấy rằng khá tốt với tư duy của em, một người có nhận thức à, ví dụ như là em cũng cho rằng những người mà xấu á, mà còn nguyên thì là đúng còn những người đẹp mà còn nguyên á, thì nó cũng hơi lạ thật ra mà nói á, thì những người mà đẹp á, thì họ sẽ bị dễ dàng bị phân phối chi phối bởi vì những cái suy nghĩ về người đàn ông yêu thích họ chẳng hạn hoặc là họ dễ bị vây quanh bởi những lời khen chính vì mắc kẹt ở những cái lời khen về ngoại hình thế nên là họ không tập trung vào trong cái việc học tập của họ tuy nhiên vẫn có những người phụ nữ rất là đẹp nhưng mà vẫn thông minh và vẫn kỹ lưỡng thì có Em là một trong những cái nhân chứng thì cũng có những người giống như em nữa em nhé nhưng mà cái kiểu người như em được phước như em thì hiếm ít có thế nên là em vì sao mà đẹp ngon lành mà tất cả mọi thứ đều được hết mà em lại đang ở trong cái trạng thái là ít có người tìm hiểu hoặc là ít tìm được người mà em cảm giác như là vừa ý em Mà vì sao vì em là dạng người quý nên em thuộc cái tuyếp dạng người khó bởi vì ở cái tầng như em rồi em cũng khó tìm được họ và em lại là một cái cô gái nhút nhát như vậy em không mở cho em một cái cơ hội thì em sẽ rất khó để có thể uh, giao tiếp với uh, những người cùng tầng với em và tìm được những cái người phù hợp cho em ha cái vấn đề thứ hai tôi trả lời cho em biết rằng em có nhiều bạn như vậy chứng tỏ là nhìn em như thế nào thì bạn em cũng như thế đó em là kiểu người quý con nhà giàu đi du học có một cái bách rau đẹp thì bạn của em nó cũng giống như em thế nên là em không có ế một mình mà phải nói rằng em không cô đơn trên cái cái chặng đường đang gọi là đang tìm chồng chẳng hạn đi cái hành trình của mình nó không phải bị ế một mình nên em không có thấy rằng mình bất thường em hiểu không em mà như vậy á thì bạn em nó cũng giống em Thế này là em thấy rằng em không có lạ Nên em hoàn toàn yên tâm nhé 28 tuổi không có gì gọi là ế Thế nên là em cứ bình thản sống và chọn lựa đúng người. Có một người phụ nữ tôi đã từng biết thật sự 60 tuổi mới kết hôn lần thứ hai với một người đàn ông bên Mỹ và hiện thời đang có một cuộc sống rất là viên mãn. Vì sao mà họ 60 tuổi mới kết hôn lần thứ hai? Vì lần đầu họ vội vàng cho đến sau khi mà họ kết hôn rồi họ ly hôn đến 20 năm sau, họ mới tìm thấy một người đàn ông vào lúc họ 60 tuổi. Thế nên là em cứ từ từ chậm chạp không bao giờ có cái việc trễ so với cái vấn đề mà em chọn. Người phụ nữ vẫn có thể sinh con vào tuổi 43. Thế nên em bây giờ mới có 28 à, còn nhiều cơ hội cho em. ha Em không cần phải gấp, em không phải sợ, em không cần phải thúc đẩy nhanh để mà chọn bừa, chọn ẩu. Tìm người thích hợp cho mình, chứ không phải là tìm đại, tìm đùa để kết hôn cho xong. Ha. Vấn đề thứ ba Em hỏi tôi là làm sao để có bồ, có bạn, có người yêu, làm sao để mình có thể tìm được đối tượng mà mình quen. Thứ nhất là tôi khuyên em lên ngồi vào cái ghế gọi là ghế khách mời. Trong chương trình người ấy là ai? Tại sao mà có rất nhiều chương trình mà tôi lại muốn em tham gia cái chương trình này tại Việt Nam vì em có một cái background rất là đẹp ở nước ngoài ha. Em thứ nhất là một dạng tiểu thư con nhà giàu. Em là dạng tiểu thư con nhà giàu dáng cao 1m63 mà nặng 48kg là một dáng rất đẹp Gương mặt em đẹp, em trẻ hơn tuổi, em thành công mà em đã học tốt nghiệp ở bên nước ngoài Và em đang có một cuộc sống viên mãn tại nước ngoài Cha mẹ em đang ở Việt Nam, và gia đình em rất là khá Em có một background rất là tuyệt đẹp Vậy thì tại sao em lại không cho rằng mình có cái quyền lợi Cái lợi ích khi mà mình tham gia những chương trình đó Cái chương trình đó nó là một cái cuộc vui nó vừa dạy cho em cái cách nhìn đàn ông, hiểu biết về những vấn đề liên quan đến đàn ông và có những cái câu chuyện cũng mang cái tính nhân văn trong cái chương trình đó nữa. Thế nên là tôi khá thích cái chương trình đó, tôi giới thiệu em vào để em ngồi vào cái ghế đó. Rất tiếc là tôi không còn trẻ, nếu mà tôi còn trẻ thì tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng muốn đăng ký để em ngồi vào cái ghế đó, nhưng bây giờ tôi già rồi, tôi hết cơ hội rồi và đây là cái cơ hội và thời của em ha. Em hỏi tôi thì tôi trả lời như vậy và em cần có những cái điều gì để em có thể à, có cái cơ hội nhiều hơn với bạn bè thì trong cái chương trình đó em nói cái gì thì tôi đã hướng dẫn cho em rồi đúng không thì đây là một số các bí mật riêng tư giữa tôi và em thì tôi đã chia sẻ với em trong cái lúc mà tư vấn của mấy em rồi cái thứ hai tôi muốn chia sẻ với em rằng em hãy đăng ký những cái chương trình học à, đầu vào gọi là tiền hôn nhân của à, cô lương anh my ha tôi khá là thích cô đó tại vì cô vừa thông minh này cô vừa đẹp À, em học những cái giáo trình của cô em mua cái khóa học của cô á thì tôi thấy rằng người phụ nữ khi bước vào tình yêu cần biết cái giá trị của mình và hãy dũng cảm từ bỏ những cái điều tồi tệ để mà mình xứng đáng lựa chọn sống tốt sống hay sống bổ ích sống có ý nghĩa và sống cho chính mình nhưng mà đừng có trở thành một cái người thứ ba hoặc là đưa mình vào một cái mối quan hệ độc hại thì đây lại là cái điều mà người phụ nữ cần có kiến thức trang bị cho mình để mình giảm bớt cái sự tổn thương trong đường đời, trong đường tình và trang bị tốt cái hành trang bước vào tình cảm một cách chín chắn thì người phụ nữ sẽ giảm thiểu những cái sự đau khổ ha. Em vào những cái à, cái kênh mà nó lành mạnh, nó tốt đẹp nó đã có cái sự gọi là sàng lọc giúp em rồi tức là tìm những cái người mà gọi là thuộc cái tầng nó tương ứng với em rồi mà em biết đó lên cái chương trình người ấy là ai ấy, một hoặc là hai người độc thân rất là gọi là hot đẳng cấp phù hợp với em đó là một cái sân chơi rất là bổ ích ý nghĩa và đồng thời nó cũng sẽ giúp cho em tăng tần số tiếp xúc lên với nhiều người ở việt nam hoặc là những người châu á khi mà em có cái sở thích là thích những người châu á còn ở bên nước ngoài thì em cũng nói là em đi tập gym, em đi thể dục, em đi những uh, câu lạc bộ thì uh, người phương Tây cũng thích em, cũng xin số điện thoại của em nhưng mà em không có thích uh, người à, phía gọi là tây âu thì em nếu em đã thích người châu á thích người việt nam của mình á, thì đó là một cái chương trình mà giúp cho em có thể nổi bật phát sóng trên toàn quốc và em không có duyên với cái người ở trong cái chương trình đó thì vẫn có những người gọi là khán giả xem cái chương trình đó thích em và họ sẽ gọi điện thoại liên hệ với đài truyền hình để mà xin số và kết nối cùng với em đây là một cái cơ hội để em có thể mở rộng à, cái sự tìm kiếm À, em cũng chia sẻ với tôi rằng em rất là xấu hổ mắc cỡ bởi vì ra ngoài đường em thấy đàn ông em đã không dám nhìn rồi khi mà họ nhìn lại em thì em cũng ngượng ngùng em đỏ mặt và em trốn luôn à, thì tôi mới nói với em vậy khi mà mình đã có ý định kết hôn và mình sẵn sàng cho vấn đề mình trở thành một người phụ nữ trong gia đình trong hôn nhân khi mình đã đủ cái độ tuổi trưởng thành và có ăn học và có nhận thức tốt thì nếu mà bình thường em có nhu cầu lập gia đình thì em lập gia đình còn em không có nhu cầu lập gia đình thì em cũng không cần thiết phải lập gia đình theo mong muốn của bất cứ ai à. ha tại vì tư duy của em ra nước ngoài là em cần phải có cái nhận định và suy nghĩ như vậy không nhất định người phụ nữ lớn lên là phải lấy chồng khi mà cha mẹ em không ép khi mà em không có nhu cầu về tình dục thì em cũng không cần thiết phải lập gia đình đây là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng em cần phải suy nghĩ một cách chín chắn chứ không phải là mình cần phải lấy chồng cho giống người ta mình không giống người ta không có nghĩa là mình là quái vật mình không giống người ta không có nghĩa là mình trở thành một cái gì đó đáng ghét đắt bỏ đi ha em ha mỗi người có một cuộc đời mỗi người có lý tưởng sống của mình và em hãy sống cho cái điều em muốn đây là cái điều mà em cần phải suy nghĩ nhé không phải là mình thấy người ta lấy chồng rồi mình cũng buồn mình lấy chồng theo ai có chồng tôi cũng phải có chồng khi mà bản thân mình không muốn có chồng thì mình đừng có ép mình vào cái lối đi đó để rồi mà mình phải khổ sở Ờ à giải quyết những cái hậu quả sau khi mà mình đã lỡ chọn lỡ sống trên cái miệng lưỡi của người khác và mình đẩy mình vào cái thế kẹp ha còn cái vấn đề thứ tư mà tôi muốn chia sẻ cùng với em á em hỏi tôi là em có nên chơi facebook hay không bởi vì bạn em nói là lâu lâu ấp cái hình lên ấp những cái hoạt động của mình để cho mọi người biết rằng mình vẫn còn đang sống <laughs> ha thì em là rất là dễ thương vui vẻ thì em nói là mấy năm trời em mới đăng lên một cái tấm hình mặc dù em có rất nhiều hình nhưng em không có muốn cho người ta xem thì tôi nói với em vậy à em hỏi là em có nên chơi như vậy hay không thì tôi nói về nè à có bốn kiểu người họ không chơi facebook rồi tôi không nói về vấn đề là người chơi thì như thế nào ha nhưng mà tôi nói bốn kiểu người không có chơi facebook các kiểu người đầu tiên á không chơi facebook á là họ không biết cách chơi họ không có muốn chơi đây là cái kiểu người đầu tiên và kiểu người thứ hai á là cái kiểu người người xấu người xấu là người muốn che đậy những bí ẩn uh, về bản thân họ có rất nhiều cái xấu ví dụ như là họ có rất là nhiều người bồ họ đi lừa tiền người khác họ đi lừa tình của người khác họ sợ những người khác biết họ biết gia đình của họ biết bạn bè của họ đến khi họ bị trả thù hoặc là khi mà họ bị tố cáo thì một chuỗi dây chuyền trên cái Facebook đó đều bị ảnh hưởng. Thế nên là họ không có muốn, họ không có muốn làm lộ các thông tin của mình bởi vì họ đang muốn che giấu những vấn đề về bản thân. Đó. Cái đối tượng thứ ba mà người ta không chơi Facebook là gì? Đó là đối tượng người quý. Em là thuộc nhóm này. Ha người quý là thời gian của họ tính bằng vàng tính bằng tiền thời gian của họ là sự thư giãn không phải rảnh để mà đem chém gió hoặc là đăng hình của mình lên để phô diễn về cái đẹp cái tốt cái hay cái điều mà khiến cho người ta nhìn thấy bạn bạn vui vẻ hạnh phúc thì gây ra cho họ cái sự hờn ghen đố kỵ khao khát còn bạn thảm hại thì người ta lại khinh thậm chí bạn giỏi đi nữa cũng có nhiều người không có thích bạn giỏi đó là những cái tâm lý khi mà người ta thấy bạn đăng những cái tấm hình như vậy à, gây ra cho người xem người mà biết được thông tin bạn đăng á, họ có những cái góc nhìn khác biệt do cái độ yêu thích hoặc là không ưa hoặc là ghét tùy theo người mà người ta biết những thông tin về bạn khi mà bạn là một người thuộc dạng nhóm quý á, thì bạn không muốn để cho cái thông tin cá nhân của mình nó bị lộ nó không có phải là khoe khoang tại vì có một số người đăng facebook cái mụn ở mặt cũng đăng rồi ăn cơm bữa nay ăn cái gì cũng đăng rồi đi đâu cũng đăng nói chung là bạn có thể hiểu hết được lịch trình của họ trong vòng một tuần và người đó sẽ trở thành một người không có gì bí ẩn và không thú vị có những người người ta là người quý người ta là người giàu người ta là những cái người mà đặc biệt tốt đẹp chứ không phải đặc biệt theo cái dạng xấu nha thì họ sẽ không muốn dùng cái thời gian của mình vào những việc vô bổ và họ thật sự ra mà nói không có thời gian cho những cái việc đó thế nên đó là họ sẽ không có muốn dùng cái mạng xã hội cái điều thứ tư tức là cái kiểu người thứ tư mà họ không chơi facebook là gì đây là cái kiểu người sợ hãi thận trọng đa nghi vì sao khi mà à, người ta đăng bất cứ thông tin gì lên họ cũng sợ họ sợ là người khác đánh giá họ người khác đói gì về họ người khác ghét họ người khác chê họ à, trong một cái thông tin mà tôi biết rằng á những ai mà đăng hình ăn uống à, lên facebook tức là người đó thoát đói người nào đăng hình du lịch lên thì người đó thoát nghèo à, nếu như vậy nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì Facebook chỉ đơn giản bạn là cái người truyền tin làm giàu cho công ty truyền thông mà thôi. Tại vì bạn đâu có cái gì nói về bản thân mình. Facebook là một cuốn sách mà bạn có thể nhìn thấy những hình ảnh của bản thân và người khác thông qua cái trang Facebook của bạn. Nếu mà bạn không nói về bản thân mình mà bạn cứ đăng tin uh, thành phố này thành phố nọ thành phố kia hoặc là dịch này dịch nọ dịch kia vân 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 rất nhiều thông tin không hề có bạn trong đó thì bạn đang là nhân viên truyền thông miễn phí thậm chí là không có lương cho một số các lĩnh vực truyền thông khác bạn là nhân viên làm cái công việc từ thiện là truyền thông những cái thông tin đó đến cho mọi người không biết người ta có đọc hay không nhưng mà bạn không có làm giàu cho mình uh, qua cái việc đó mà bạn cũng làm tất cả mọi việc thấy cái gì hay hay để đăng lên bạn truyền tin bạn là nhân viên truyền thông không lương đó nó là như vậy có những người người ta đăng lên facebook với mục đích là họ làm điều đó để đánh dấu và kỷ niệm họ chỉ làm điều đó vì họ thôi họ cóc cần sợ ai họ cũng chẳng cần ai khen và họ cũng chẳng sợ ai chê họ là người có sức mạnh nên họ chơi facebook họ xem đó là nơi để những cái trang thông tin cá nhân của họ lên đó để ai vào người ta xem thì người ta cũng có thể thấy và họ là những con người minh bạch à, trong cái thời điểm mà họ đăng á, họ nghĩ rằng họ cần công khai để cho nhiều người thấy rằng họ đang sống ở đó đang làm những cái điều như vậy và họ không có sợ đấy là những cái vấn đề như vậy thế nên á, cái chuyện mà bạn chơi facebook hay không á nó tùy vào bạn bạn là thuộc cái kiểu nhóm số 3 và số 4 bạn là nhóm người quý và bạn là nhóm người sợ hãi thận trọng thì cái việc mà bạn chơi facebook hay không á, là tùy bạn chứ nó không ảnh hưởng đến cái chuyện mà bạn à, có bồ hay không có bồ đâu cái điều đó nó không quan trọng có rất nhiều người cũng không thích và không không muốn chơi Facebook ha thế tùy xem mình là kiểu dạng người nhóm nào thì mình biết được vậy tôi thì tóm gọn là có bốn dạng nhóm người không chơi Facebook thôi còn các bạn mà biết nhiều hơn thì cứ bình luận ở bên dưới để cho khách hàng của tôi có thể học hỏi nhiều điều hay từ các bạn những người xem kênh và có ý kiến về câu chuyện của cô ấy rồi bây giờ thì tại sao em lại có thể yêu một người đàn ông như vậy Em yêu người đàn ông như vậy bởi vì sao? Em đang cô đơn và em bị lệ thuộc vào anh ta bởi vì sao? Vì xung quanh em chưa có ai đạt được đến mức độ làm cho em thích như cái cách mà anh ta đang nhây lì với em. Em đã biết em là người thứ ba trong cuộc tình của anh ta và anh ta là một người đàn ông có một cái cuộc tình nhập nhằng 5 cho đến 8 năm chia tay không dứt rồi cứ nhập nhằng với người phụ nữ đó. Và rồi em biết và em phát hiện ra rằng anh ta là cái kẻ mà không có tử tế đồng hàng em tìm cái cách lơi lơi ra và anh ta lại um, cố tình liên lạc với em bằng cái việc là kêu em là trả cho anh ta cái tiền mà anh ta dẫn em đi ăn đầu tiên là từ mấy trăm đô xong anh ta điêu điêu giá xuống còn hai chục đô anh ta muốn em trả còn nếu em không trả thì anh ta sẽ đến gặp em thật ra mà nói tôi nói với em vậy em là kiểu người nhút nhát thế nên là những cái người mà gọi là chai mặt chai lì uh, như anh ta sẽ là cái người mà có thể tấn công được em em có vẻ như là lạnh lùng em có vẻ như là bỏ anh ta một cách dứt khoát nhưng mà trong lòng em á thì lại vương vấn anh ta bởi vì sao em chấp nhận nhắn tin tiếp tục trao đổi với anh ta thì anh ta vẫn thấy rằng bản thân anh ta có cơ hội gặp em em đừng có hỏi tại sao anh ta đeo bám em mà em phải hỏi rằng tại sao em phải cần trả lời những tin nhắn cho anh ta khi em biết rõ ràng là người đàn ông này không phải tìm em để đòi tiền và anh ta không phải là cái người nghèo đến mức mà đòi tiền khi mà đã bao đãi dẫn em đi chơi đi ăn thì cái số tiền mà anh ta bao em đi ăn á, thì nó cũng không đáng bao nhiêu và em đã có ý định là trả tiền trong cái lúc mà anh ta uh, đi cùng với em nhưng anh ta từ chối thì đây không phải là em lợi dụng còn cái việc mà đi chơi cùng với em ăn cùng với em á, là vui thôi và khi em biết rõ điều đó thì em không cần phải trả lời anh ta về những điều đó khi mà em đã biết rõ người ta như vậy em cũng không muốn nói lời oan trách em không muốn nói lời khinh khi em không có muốn nói những cái lời mà à, kiểu dạng như mình xem thường mình à, khó chịu hay khó tánh gì hết mình chỉ muốn lặng lặng im lặng mà đi thôi để tránh những cái em, gọi là cái phản ứng mà nó không tích cực nó làm hại đến em thì đây cũng là một cái điều à, tôi nghĩ là khá tốt ha thế nên là cái việc mà sống có trách nhiệm như em á thì cũng giúp cho xã hội á, à, làm cho à, cái môi trường không khí của đàn ông nó sẽ trong lành hơn bởi vì gặp những người như em á không sống vội vã không sống vồ vập không sống cuồng vội á thì em sẽ làm cho người đàn ông nó không có cái cơ hội sống xấu thì đây cũng là một trong những người phụ nữ có thể là đem cá tính của mình xây dựng xã hội được thì nếu ai người phụ nữ nào cũng như em thì làm sao có cái cảnh ngoại tình làm sao có cái cảnh mà gọi là làm người thứ ba hoặc làm sao mà có cảnh yêu đơn phương rồi em Đấy, em là sống chuẩn nhá, chứ em không sống sai. Cái lối sống của em nó thể hiện là gì? Em là người có trách nhiệm với chính bản thân em. Là điều quan trọng nhất trong cái hành trình sống làm người đó em. Có nhiều người sống bừa lắm. Có nghĩa là sao? Là làm bồ cái anh này đi. Tôi bây giờ tôi mới thất tình xong, cái tôi yêu đại cái anh có vợ. Xong lại nói rằng tại sao tôi khổ thế này. Rồi lại đi cầu trời khẩn phật là cho con được bình yên. Khi mà cứ chọn cái cách lao vào rông gió, lao vào những cái cạm bẫy, lao vào khổ đau rồi lại mong rằng mình có cái ngày hạnh phúc thì em có thấy không tư duy của những người phụ nữ như thế làm sao họ biết cách chọn cho mình một người chồng tốt làm sao họ biết cái cách đặt để mình vào cái nơi cao giá để mà sống trong cuộc đời hạnh phúc được người phụ nữ á, đẹp á, mà không có cái trí tuệ không có sự thông minh á, thì như bông hoa lại cắm vào bãi phân râu người phụ nữ đẹp mà thông minh á, cao quý á, thì người ta sẽ biết chọn cho mình những cái điều tốt đẹp Vậy thôi còn khi mà những cái điều xấu đến với họ thì họ cũng tìm được cái cách uh, nhẹ nhàng khôn ngoan nhất để mà thoát ra khỏi được cái sự khổ đau đó thì đó mới là những người phụ nữ khôn và có có giá trị có cái nhận thức tốt em nhé đá quý và đá xây nó cũng là đá đó nhưng mà hai loại đá này khác nhau đá kim cương á nó nhỏ xíu nó lấp lánh nó tỏa sáng nó đẹp người ta chấp nhận bỏ một cái giá rất cao để có được viên đá nhỏ xíu thôi còn đá cục đá xanh đầy ngoài đường đó nhưng mà nó rất nhiều nhưng mà nó không có giá trị thế nên là à, em không có gì mà phải suy nghĩ nhiều ha nói như vậy để em hiểu ra em không nên ép mình sáu à, mươi tuổi người ta còn lấy chồng được thế nên là em không có việc gì mà lo sợ hết thêm một khía cạnh nữa nè cuộc sống như tôi chia sẻ cùng với em á chưa ai được hoàn hảo em sống trong một cái cuộc sống có ba có mẹ có người giúp việc ở việt nam khi mà em sang nước ngoài Em được cha mẹ nuôi, ăn học đến nơi đến chốn Học hành thành tài, đỗ đạt Bây giờ lại có công việc ngon lành như vậy Thì cái việc mà em tìm cho mình một người đàn ông Tài giỏi, trưởng thành Có điều kiện, có học thức Có những thứ mà gọi là Tương đồng với cái tầng lớp của em Thì nó không có gì gọi là sai Tại vì chim quý chọn cành cao mà đậu Tại sao chim quý lại vào chuồng gà Lại lao vào chuồng gà lại đi vòng 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 trong cái mớ gọi là mớ rối tình người thứ ba rồi yêu đơn phương hoặc là lung tung lung tung như vậy. Có phải là cái người phụ nữ nó nó có nghĩa là bộ não nó không có hoạt động đúng không em? Đấy, mình cứ suy nghĩ như vậy. Người phụ nữ đẹp, người ta phải khôn, người ta đặt để người ta vào cái nơi mà đáng được trân trọng. Người ta để bản thân họ vào cái nơi cao giá để họ thấy rằng cuộc sống của họ được lựa chọn chứ họ không yêu theo cái dạng cảm xúc bốc đồng và họ biết họ là ai. Tại vì họ thấy họ có rất nhiều giá trị như vậy Thì cái giá trị của họ tương xứng với một người có giá trị Chứ họ không có dành thời gian vô bổ Cho những cái mối quan hệ vớ va vớ vẩn Và cái người đàn ông kia là Cái người đàn ông vớ va vớ vẩn Em không nên dành thời gian nhiều cho anh ta Làm sao mà em buồn Em khóc em khổ Em cảm thấy là em có chút tình sao xuyến với anh ta Vì anh ta nhây Anh ta lì Mà trong khi đó cái đối tượng mà em thích á Lại là một cái đối tượng giống như anh ta anh ta tấn công em một cách mạnh mẽ em vẻ ngoài có vẻ cứng nhưng mà lại đổ cái điều sai ở em là thế này nè em tìm hiểu người ta mà em đổ ngay tại cái thời điểm mà người ta đã tìm hiểu em em tìm hiểu em sàng lọc rồi em chọn cái lúc em chọn mới là cái lúc em yêu người đàn bà khó yêu là yêu trong cái giai đoạn chọn xong rồi mới yêu còn em mới nhào vô người ta tán em được 3 tháng là em đã yêu người ta rồi bây giờ em chia tay với người ta 5 tháng rồi mà em chưa quên được người ta phải chứng tỏ là em bị lệ thuộc và em quá cô đơn và sau khi mà em chia tay với anh này em còn dành thời gian quá nhiều cho cái anh chàng vô bổ và chẳng lợi ích gì đây là cái điều mà em cần phải hiểu biết nhé à, còn thêm lý do nữa nè không có ai ăn được khi mà họ đã no và ai cũng sẽ đi tìm những thứ họ cần giống như em em đang cần chồng em cần một máy ấm gia đình đúng nghĩa thì em nên tìm về cái điều đó không có cái gì mà cảm thấy xấu hổ khi mà mình đi tìm cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc mình tìm cho mình một cái người đàn ông xứng tầm một người đẹp đạo đức đoàn hoàng tử tế có tài có tầm có tiền thì tại sao lại gọi là xấu hổ em đang ở trong một cái môi trường đóng cửa lại mà chờ hoàng tử hoàng tử nào biết em ở giá ế xinh đẹp tài giỏi núp ở trong nhà mà người ta đến gõ cửa em để cậy cửa nhà em để mà lấy em về làm vợ người ta đúng không em cũng phải là cái người chủ động đi tìm hạnh phúc chứ chẳng lẽ em ngồi em chờ đến khi nào mà không còn cái người đàn ông cái độ tuổi mà muốn kết hôn á họ đi lấy vợ hết rồi thì lúc đó còn trai độc thân già còn sót lại tôi nói em nghe có điều vậy nè tôi không có chỉ trích Tôi không có phê phán Nhưng bạn cứ nghĩ xem tôi nói đúng không không nha Trong một cái khay đồ ăn Tất cả những cái gì người ta đã ăn Thì toàn là những trái ngon không à Đúng không Còn cái gì mà chúng người ta để lại sau cùng Là những cái gọi là không có ngon Giống hệt như một cái câu nói như vậy nè Châu chậm uống nước đục Mình đến không đúng lúc Thì mình sẽ chọn được những cái thứ Nói chung là không tốt đẹp Bằng những cái người người ta đã đi trước người ta đi trước người ta hớt hết nước trong rồi còn nước đục mình hứng đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với em khi mà người ta chọn cho mình được cái điều tốt đẹp đó là chọn chồng thì mình nên chọn có những chuyện không xấu hổ thì em xem đó là xấu hổ còn những cái chuyện mà đáng xấu hổ thì em lại không xem là xấu hổ thì đó chính là cái cách mà em sống không hiểu tôi tin rằng em đọc rất nhiều cuốn sách nhân tâm đắc nhân tâm nhưng mà không làm được những cái điều trong đó vì sao vì ai cũng có quyền chọn lựa và sống hạnh phúc tại sao em không có sống giống như trong sách giống như cái cách em đã hiểu cái việc mà mình chọn chồng á là mình phải tự tin chọn chồng bởi vì tôi là cái người như thế tôi muốn chọn một người như thế không phải tôi ế mà bởi vì cái tầng sóng số của tôi nó cao tại vì gia đình tôi tốt đẹp gia đình tôi có tài sản, có học thức, có địa vị và có nhân đức, có đạo đức làm người thì kiểu người hoàn thiện, hoàn chỉnh gần như là đến 80 90% những điều tốt đẹp như vậy là hiếm có ai có. Thế nên là tìm những người khó như vậy nó cần thời gian. Cần thời gian và cần có một chút duyên và em phải là cái người chủ động tạo ra cái duyên tình đó chứ em đóng cửa em ở nhà. Cuộc đời em chỉ đi từ trường này sang trường khác, từ phòng tập này đến phòng tập khác, phòng đọc sách này đến phòng đọc sách khác. Mà trong cái phòng đó em gặp người ta em cũng không dám nhìn, mà người ta tiếp cận đến em, em cũng co người lại. Em nhìn thấy họ thì em thấy không thích em co người lại. Nhưng mà em chưa có mở rộng cái hướng mà em tìm kiếm. Mà khi mà em đã thích một người nào đó thì cái đối tượng đó nếu mà là người xấu thì nó lại dính mắc vào em quá lâu và em không biết cách rũ bỏ những cái điều phiền toái và không có ích lợi, vô nghĩa, vô bổ dành cho em khi mà nó bám lấy em. Mặc dù miệng của em À, nói là đã rời xa anh ta nhưng mà tâm lý của em còn suy nghĩ về họ quá nhiều tôi thấy là nó không cần thiết em phải minh bạch trong cái vấn đề đã buông thì bỏ chứ mình bỏ người ta rồi mà mình không buông thì thôi mình quay lại với người đàn ông đó đi cho rồi còn đằng này cũng thấy rằng người đàn ông đó không nghiêm túc với em và người đàn ông đó không rõ ràng với em và người đàn ông nó không sẵn sàng dành cho em thì em đừng có dành thời gian một cách sẵn sàng và luôn luôn cho một kẻ như thế em là hoa quý chọn cái nơi cao sang mà đặt đẻ mình vào Vì anh ta không xứng đáng với em Thì em cũng không nên để dành thời gian của mình cho cái kẻ không xứng đáng như vậy nha. Tôi tư vấn cho em như vậy là đã trọn vẹn cái vấn đề của em rồi Rất cảm ơn em đã chọn tôi là người tư vấn ha trong những tình huống mà cần xử lý bức bách thì em liên hệ cùng với tôi còn học về tiền hôn nhân thì tôi nghĩ rằng em nên học mỗi khóa học của cô Lương Ánh My thì tôi thấy rằng nó sẽ hợp lý hơn còn tôi là tư vấn những cái trường hợp có lẽ là nó sẽ khúc mắc và rất khó em xem những video của tôi để em thấy rồi đó thì trong một năm cũng hiếm có vài người trường hợp giống em ca của em không phải là một ca nặng đối với tôi tuy nhiên em có rất là nhiều câu hỏi khi chia sẻ và đến cùng với tôi làm sao để cho mình có sức mạnh nội tâm thì tôi nói là bạn niệm phật cũng tạo cho bạn một sức mạnh và bạn đừng có nói cái chữ em sợ em sợ nó cũng tạo cho bạn một cái sự tự tin trong giao tiếp cái thứ hai là bạn cần phải mở rộng cái thị trường gọi là mình mở rộng thị phần để mà mình có thể có một cái cơ hội tìm đến với đối tượng quý đàn ông quý đàn ông hiếm tất nhiên là bạn tìm một cái đối tượng người đàn ông soàng, soàng á, dưới tầm bạn thì nhiều lắm nhưng mà từ tầm bạn trở lên nó cũng rất là khó và đa phần những người kiểu như bạn á, thì sẽ có một cuộc sống độc thân mà hơi ế một xíu ba mấy tuổi mới lập gia đình thì không có gọi là ế đâu miệng đời người ta nói như thế nhưng mà bạn suy nghĩ phương tây bạn cũng không cần thiết dồn đẩy ép mình và có thế mình phải lấy chồng khi mà mình chưa thực sự muốn hoặc mình không thích mình ở một mình cũng chẳng sao hết á nếu mà mình cảm thấy mình sống một mình mình tự tin mình không có vấn đề gì thì mình cũng không nên biến mình thành một cái gì đó giống như người ta em hãy sống trong thế giới của em và hãy từ tốn chọn lựa sàng lọc và chỉ chọn được người đúng theo cái cách của mình mong muốn thì mình hãy lấy họ trong kinh pháp cố có câu rằng nếu tìm bạn đường không bằng mình không hơn mình thà rằng ở một mình chứ không làm bạn với kẻ ngu em nhé rất là cảm ơn em và xin chào tạm biệt em